5 thói quen xấu ăn vào bữa sáng gây bệnh gan nhiễm mỡ. 1. Bỏ bữa sáng. Bỏ bữa sáng có thể gây hại cho sức khỏe gan bằng cách phá vỡ quá trình trao đổi chất và gây mất cân bằng mức cholesterol. 2. Tiêu thụ quá nhiều đường. Bắt đầu ngày mới bằng các loại thực phẩm có đường như ngũ cốc, bánh ngọt hoặc đồ uống có đường có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu và insulin, thúc đẩy quá trình lưu trữ chất béo trong gan. 3. Tập thể dục vào buổi sáng. Việc thiếu hoạt động thể thao buổi sáng sẽ cản trở khả năng chuyển hóa chất béo hiệu quả của cơ thể, dẫn đến tích tụ cholesterol trong gan. 4. Thực phẩm giàu chất béo. Ăn sáng nhiều chất béo, chẳng hạn như đồ chiên hoặc thịt chế biến, trong bữa sáng có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng cho sức khỏe gan. Chúng giàu chất béo không lành mạnh, và cholesterol có thể tích tụ trong gan và dẫn đến gan nhiễm mỡ. 5. Không uống đủ nước khi bụng đói. Một trong những thói quen tốt nhất mà một người nên kết hợp vào thói quen buổi sáng của mình là uống đủ nước. Không uống đủ nước có thể cản trở quá trình giải độc của gan và dẫn đến tích tụ cholesterol.